Và tiếp theo là đến màu hồng này các em. Màu này màu hồng anh sẽ cho cái đốm này nha. Cái đốm đầu tiên này anh sẽ tô màu hồng này, đúng nào? Hi các em. Và hôm nay đây trên tay anh này các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy gì không nào? Đây là một con bọ cánh cứng nha các bạn ơi. Rất là nhiều màu sắc luôn này các bạn. Và chúng ta hãy lấy giấy bút ra và hãy cùng anh vẽ con bọ cánh cứng này nha. Bắt đầu thôi nào. Rồi các em sẵn sàng chưa nào? Và từ đây anh kéo vòng cung lên này. Kéo vòng lên. Kéo vòng lên trên này được chưa nào? Kéo lên này. Rồi ta kéo vòng xuống. Kéo vòng xuống, kéo xuống dưới này, vòng vào dưới này, nối với điểm này được chưa các em? Rồi từ đây này, anh vẽ một đường thẳng. Một đường thẳng lên trên này, được chưa nào? Rồi ở đây anh vẽ một vòng cung ở đây. Bên này anh cũng vẽ một vòng cung giống bên kia nha. Trên này anh cũng vẽ một vòng cung ở đây này. Và phía bên này anh cũng vẽ một vòng cung này. Ta vẽ làm sao cho nó đều nhau là được nha các em ơi. Và đây anh vẽ một hình tròn ở đây. Bên này anh cũng vẽ một hình tròn phía bên này, được chưa nào? Và ở đây anh vẽ một vòng cung nối hai cái hình tròn này lại này. Ở đây anh vẽ một đường thẳng lên, cong lên này. Rồi anh vẽ một hình tròn đây. Vẽ một hình tròn ở đây, được chưa các em? Và ở đây anh vẽ một vòng cung này, hai vòng cung này. Bên này một vòng cung này. Ta vẽ hơi cong một xíu nha. Hai này, hơi cong một xíu. Rồi ở dưới này một này, hai đường này. Phía bên này cũng hai đường. Phía bên này một đường này, hai đường này. Sao cho những cái chân này nó bằng nhau này. Anh vẽ cái mắt, anh vẽ một hình tròn ở trong này, một hình tròn nhỏ ở trong này, hai bên này. Rồi nhỏ anh sẽ tô đen lại này, được chưa nào? Và bây giờ anh sẽ tô đậm và chúng ta chuẩn bị tô màu này các em. Các bạn thấy con bọ cánh cứng này có đơn giản không các bạn? Vẽ rất là đơn giản đúng không nào? Và chúng mình hãy lấy bút màu, bút sáp đẹp nhất ra. Hãy cùng anh tô màu chú bọ cánh cứng này xem ai sẽ là người đẹp hơn nha. Chúng ta bắt đầu nha các bạn. Và chúng ta đến phần tô màu, bây giờ anh sẽ tô màu xanh dương này các em. Anh tô cho đôi mắt và hai cái râu ở trên đấy. Đôi mắt và hai cái râu ở trên anh sẽ tô màu xanh dương này các em. Và đến màu tiếp theo là màu đỏ này. Màu đỏ anh sẽ tô cho toàn bộ cái thân của con bọ cánh cứng này nha các em ơi. Một con bọ cánh cứng rất là nhiều màu sắc đúng không nào? Anh thấy con bọ cánh cứng thường là màu đen cho những cái đốm và màu đỏ cho cái thân đúng không nào các em? Nhưng hôm nay anh sẽ tô nó khác đi nha. Anh sẽ tô cho cái thân của nó là màu đỏ này. Và những cái đốm là những cái màu khác nhau nha các em. Cho nó khác biệt đi và chúng ta xem là nó có đẹp không nha. Rồi màu này là màu đỏ nha các em ơi. Màu đỏ các em hãy cùng anh lấy giấy bút ra này. Cùng anh học vẽ xong chúng ta lấy bút màu ra. Chúng ta học tô màu này. Và anh sẽ trong quá trình tô màu anh sẽ dạy hướng dẫn các em học màu sắc này đúng không nào. Và các em có thể tô theo anh này. Hoặc là các em có thể tô cái màu mình thích là được nha các em ơi. Các em thích màu nào thì các em tô màu đấy nhá. Và các em học theo anh cũng được, học tô theo anh cũng được nha. Và màu này là màu đỏ này. Màu đỏ nha các em ơi. Anh sẽ tô toàn bộ cho cái thân của con bọ cánh cứng này nha. Anh đang tô màu đỏ này các em ơi. Các em nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video này cho mọi người cùng xem nha các em. Rồi anh đang tô màu đỏ cho cái thân này. Ok xong nha các em. Và tiếp theo là đến màu vàng này các em. Anh sẽ tô cho cái đầu này. Màu vàng này. Và tiếp theo là đến màu hồng này các em. Màu này màu hồng anh sẽ cho cái đốm này nha. Cái đốm đầu tiên này anh sẽ tô màu hồng này đúng nào. Và cái đốm thứ hai anh sẽ tô màu xanh lá cây này. Màu này là màu xanh lá cây nha các em nhớ nha. Màu xanh lá cây này. Và cái đốm thứ ba anh sẽ tô màu tím này. Màu này là màu tím nha các em ơi. Màu tím cho cái đốm thứ ba. Và cái đốm cuối cùng là anh sẽ tô màu cam đậm này. Màu này là màu cam nó đậm nha các em.